Xin kính chào quý vị và các bạn. Đêm qua và sáng nay, thời tiết các địa phương trên địa bàn tỉnh duy trì trạng thái tốt, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ lúc 13 giờ trưa nay đo được dao động từ 29 đến 30 độ, tăng nhẹ 1 đến 2 độ so với chiều ngày hôm qua. Đêm nay và ngày mai, do chịu ảnh hưởng của áp cao lục địa tiếp tục suy yếu, vùng áp thấp nóng phía tây phát triển về phía đông nam nên thời tiết các khu vực trong tỉnh được dự báo là trời nhiều mây, đêm và sáng Sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất ngày từ 31 đến 32 độ. Cụ thể dự báo cho từng khu vực như sau khu vực đông bắc tỉnh gồm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn, các huyện Kim Thành, Nam Sách và Thanh Hà. Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ dài rác. Trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 73 đến 93%. Khu vực tây nam tỉnh gồm các huyện Cẩm Giang, Bình Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Tứ Kỳ và Ninh Giang, Trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 71 đến 90%. Khu vực thành phố Hải Dương trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 72 đến 93%. Sau đây là thông tin thủy văn. 24 giờ qua, mức nước các sông biến đổi chậm và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Mức nước lúc 7 giờ ngày hôm nay trên sông Thái Bình tại Phà Lại là 0,70 m. Ngày mai mức nước các sông xuống và dao động theo ảnh hưởng của thủy triều. Sông Thái Bình tại Phà Lại đỉnh chiều lúc 2 giờ 30 phút ở mức 0,95 m đến 1,05 m. Sông Gùa tại Bá Nha đỉnh chiều lúc 0 giờ 10 phút ở mức 1,20 m đến 1,30 m. Và như thường lệ cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước trong đêm nay và ngày mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.